Chào các bác nha, một cơn mưa hoa trà mi này. Đây là trà cổ hồng thơm. Trà cổ hồng thơm nhá, nụ búp rất đẹp. Hàng của bên nhà vườn Đạt Nhung về được một tuần rồi. Và bông này thì nó nở ra đây, như bông này bắt đầu chớm, như kiểu như bông này bắt đầu nở ở trong thùng ấy các bác. Đứng cạnh như thế này mà thơm phức luôn mọi người ạ, cực kỳ thơm ấy. Một cái cây trà rất là sang và nhiều nụ, rất sai nụ. Và đặc biệt là dáng thế rất là đẹp mọi người nhá. Lúc này đang bị bóng nắng một chút nên là em quay nó hơi không rõ. Nhưng mà cây cao trung bình đến đứng này là đến bụng mình trên rốn. À, đấy, đến gần ngực luôn. Cả bầu mà gốc rất là to, đường kính gốc khoảng 3 cm. Cây rất là đẹp. Bác nào mà lấy thì inbox ngay cho bên nhà vườn Đạt Nhung để sở hữu cái lô trà đẹp như thế này nhé. Cây nào cũng nụ sai chĩu luôn. Rất là đẹp, em không nghĩ là hàng về nó đẹp như thế này đâu. Hàng chơi từ giờ đến Tết là lứa nụ này, còn nó ra liên tục mà. Cái hàng này là hàng ra hoa quanh năm. Trà cổ thơm các bác nhé.